Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục sẽ có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 37 cho đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp nhất trong ngày của đợt nắng nóng lần này phổ biến từ 40 đến 50% và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 giờ đến 19 giờ, nên nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao. Người dân cần phải chú ý để tránh những thiệt hại không đáng có. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 6 và một lưu ý với người dân là không khí nóng bức duy trì cả ngày và đêm. Khi từ đêm ngày 21 tháng 6, một đợt mưa dông mới tràn về Bắc Bộ, nắng nóng mới tạm thời chấm dứt trên khu vực. Mưa tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Đợt mưa này dự báo sẽ kéo dài đến ngày 24 tháng 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Tương tự như Bắc Bộ, tại Trung Bộ thì từ ngày hôm nay, nắng nóng cũng sẽ lan rộng hơn và gia tăng hơn nữa về cường độ. Từ nay đến hết ngày 21 tháng 6 mới là quãng thời gian Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt nhất của đợt nắng này. Trong đó các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, đặc biệt là các tỉnh vùng núi sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Và chúng tôi tiếp tục lưu ý, đây chỉ là mức nhiệt trong lều khí tượng. Khu vực còn lại của Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận vẫn nằm ngoài vùng tác động của vùng thấp nóng, nên ở đây không xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở ngưỡng từ 33-34 độ. Dự báo đến ngày 22 tháng 6, khi giải mây dông từ Bắc Bộ di chuyển xuống, thì nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt mới dịu dần ở Trung Bộ. Trong khi Bắc và Trung Bộ đang trong giai đoạn nắng gắt, thì ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại đang là mùa mưa. Vì thế mà ở đây hầu như ngày nào mưa cũng xuất hiện. Có mưa rào, nhất là vào thời điểm về chiều tối. Dự báo trong chiều tối nay thì ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn xuất hiện những cơn mưa rào kèm theo dông. Người dân cần phải hết sức đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Chính vì vậy, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn ở ngưỡng từ 29-32 độ, còn tại Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 32-34 độ và hầu như là không còn xuất hiện điểm nắng nóng nào. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 31-34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 34-37 độ. Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3,
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4-5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4-5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4-5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3-4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4-5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4-5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4-5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.